lỡ crush một bạn mà bạn đó có người yêu rồi sao chị? Tư vấn bằng giọng dẻo quá. Ok thì em sẽ chửi này nó. Đồ ngu ngốc, cậu có biết là cậu đã bỏ lỡ cái gì không ạ? Mình lấy cái chai phù thủy mình nhét chứ đâu cậu bây giờ. Em với 5 đứa bạn thân cùng crush chung một người thì tính sao đi chị? Các cậu ơi, các cậu có bị nu lô quá không dạ? Crush kiểu đó ai mà chịu nổi hả? Ơi em crush một anh nhưng khi anh ấy crush lại thì em mất hứng là sao hả chị? Là tại vì cậu bị nu lô đó, chứ còn sao nữa? Đang nhắn tin vui vẻ bình thường mà tự nhiên người ta im lặng luôn thì sao chị? Bộ cậu bị câm hả? Hay ngón tay cậu bị cục rồi? Đồ mất dạy. Chị chửi em bằng giọng dẻo đi. Đồ điên khùng, đồ khốn kiếp. Mình đập chết mẹ cậu bây giờ. Nè bây giờ nè, nếu bạn không vô học thì bạn vô học. Đang cầm cây đàn guitar sao mà ghi ta? Anh kỹ sư đi vào chùa nói con muốn học Phật Pháp thật kỹ sư. Người yêu chia tay vì muốn tập trung việc học thì trả lời sao ạ? À? Em hỏi đó là việc học của mày là xài ren hay trơn? Làm thế nào để yêu một lúc chục người mà vẫn chung tình? Ủa thì thật ra là em đang chung tình mà. Người ta thì người ta yêu riêng một người. Còn em là em yêu chung chục người. Đó, chung tình. Nếu tàu Titanic chìm do bị lủng lỗ, sao người ta không chọc thủng một lỗ nữa để nước ra chị? Hay em nên nhanh trí áp dụng cái lý thuyết này về mà em bịt bớt một lỗ đi. Để mình ăn một lần mình sống được cho cả đời. Khỏe. Sao mẹ may cho em áo mới mà ai cũng vui mừng ghê vậy chị? Thì đúng rồi, thì người ta cũng phải vui xã giao chứ không lẽ người ta kệ mẹ em. Đúng không? Người ta đâu thể nào mà kệ mẹ em. Chị chửi bằng gì ạ? À? Chị chửi lộn bằng chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa khắc kỷ, bằng triết học khai sáng, bằng tâm lý học đám đông. Em có đứa bạn nó vô duyên lắm mọi người. Hôm bữa nó nhờ em đặt giùm nó cái áo, thì em mới kêu nó là mẹ chọn cái size đi. Cái tự nhiên nó chửi em, nó nói chọn cái L. Chị ơi, làm sao để nhắc khéo khi bạn bị hôi chân ạ? À? Thì em sẽ nói là tao nghĩ mày không nên làm chuyên gia tài chính đâu. Tại vì không ai dám mang đôi giày của mày hết. Thằng đó đòi quen thử thì nên quen không chị? Cảm thấy không có giá. Em nói với nó là tao không phải là Netflix mà có chế độ dùng thử. Thằng khùng. Mình quen người ta mà người ta giỡn với trai trên test rồi sao chị? Thì em lên cái test đó em giỡn với trai chung với nó luôn. Thì cái đứa sợ hãi và lên đây ask chị á, là nó chứ phải là em. Làm thế nào khi đang đi cua crush mà mắc ỉa hả chị? Anh à, tình yêu của em dành cho anh như cơn mắc ỉa vậy đó. Đến bất chợt, dữ dội, không ai có thể cản được. Và thường là sẽ lưu lại trên giấy. Bạn ngồi cạnh em mà bị hôi nách, làm sao để nhắc khéo nó đây chị? À thì em sẽ nói với nó là tao rất vui vì mày không phải là chim. Tại vì sẽ thật tệ nếu như mày dang rộng đôi cánh.